Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại mình đang có mặt tại thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai. Như các bạn đã biết, Sapa là một địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam, có rất nhiều những danh lam thắng cảnh, trong đó phải kể đến đỉnh Phan Xipang. Sapa là một địa điểm thu hút lượng khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan rất là lớn. Hôm nay tại đây mình sẽ chia sẻ với các bạn về khung cảnh ban đêm ở Sapa cho mọi người cùng xem như thế nào nhé.